diễn viên Diễm Hương đã bị lừa như thế nào? Doãn Minh, tên thật là Nguyễn Kim Ninh, người Mỹ gốc Việt. Hắn là một tên tội phạm có lệnh truy nã đỏ của Interpol, là kẻ mà FBI Mỹ khao khát bắt được, nhiều lần thực hiện các vụ lừa đảo ở các nước khác nhau. Nhưng bằng sự tinh quái của mình, hắn đã nhiều lần trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Để rồi có một ngày hắn trở về Việt Nam, thực hiện một vụ lừa đảo ngoạn mục. Trong vai một Việt Kiều giàu có, lịch sự, đào hoa, giỏi khu môi múa mép, hắn đã hạ gục trái tim nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Cô diễn viên nổi tiếng có vẻ đẹp dịu dàng, nhân hậu của điện ảnh Việt Nam cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, người đã từng là thần tượng của hàng triệu khán giả điện ảnh Việt thời đó. Để rồi trong lễ đính hôn, hắn lộ nguyên hình là một kẻ lừa đảo, thực hiện vụ lừa đảo chiếm hai viên kim cương, khiến cho nữ diễn viên Diễm Hương bẻ bàng với dư luận. Tên tội phạm đã và vẫn đang phải đền tội cho từng tội danh mà hắn đã gây ra. Nhưng câu chuyện của hắn vẫn là bài học trong ký ức nhiều người, những nạn nhân đã vô tình rơi vào tầm ngắm của hắn. Hồ sơ phạm tội của tên Việt Kiều trên đất Mỹ. Doãn Minh tên khai sinh là Nguyễn Kim Ninh, người Mỹ gốc Việt. Ngoài ra, hắn còn có tên gọi khác như Michael Minh, John Nguyễn. Năm 1975, hắn cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại đây, hắn theo học tại trường đại học Northern Kentucky. Nhưng sự nghiệp học hành của hắn nhanh chóng phá sản vì hơn một năm sau đó, hắn đã có hành vi hiếp dâm một cô bạn học để rồi bị nhà trường đuổi học. Cùng với đó là một án tù của tòa án Mỹ cho tội hiếp dâm. Mãn hạn tù, hắn còn bị cáo buộc có liên quan đến những vụ trộm nữ trang ở thành phố Los Angeles, California. Thời gian sống ở Mỹ, hắn đã từng là vận động viên tennis chuyên nghiệp, nhưng do không có mấy tài cán, tiền kiếm được không là bao, lại lười lao động, nên hắn nhanh chóng trở thành một kẻ bất hảo, ngày đêm nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những âm mưu tội ác. Thời gian Nguyễn Kim Ninh mới sang Mỹ, hắn được một người phụ nữ Việt Nam cũng định cư bên đó là Bùi Thị Khuyên giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Khuyên rất quý hắn bởi hắn có cái miệng nhanh nhẩu, biết chiều lòng phụ nữ. Hắn thậm chí còn nhận bà làm mẹ nuôi và lúc nào cũng tỏ thái độ săn đón quan tâm chăm sóc, khiến bà mắc lòng mắc dạ. Thế nên bà Nguyễn Thị Khuyên chả bao giờ ngờ được rằng mình sẽ trở thành nạn nhân trong một âm mưu tàn ác của hắn. Ngày 5 tháng 8 năm 1983, trong lần đến nhà bà Bùi Thị Khuyên ở Alhambra, Los Angeles chơi, thấy bà Bùi Thị Khuyên có kim cương và nhiều tài sản quý, Nguyễn Kim Ninh đã vạch ra một kế hoạch sát hại bà. Hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bùi Thị Khuyên, cướp đi những tài sản có giá trị của bà. Ngày 12 tháng 8 năm 1983, cảnh sát Mỹ đã phát lệnh truy nã tên Nguyễn Kim Ninh, tức là Michael Ninh, John Nguyễn, nhưng hắn đã nhanh chân trốn sang Đài Loan và dùng nhiều thủ đoạn để nhập quốc tịch nước này, nghiễm nhiên trở thành công dân Đài Loan hợp pháp. Có giấy tờ đàng hoàng, năm 1993, hắn ngang nhiên trở về Việt Nam mà không hề hay biết rằng FBI Mỹ đã nắm được thông tin hắn sẽ nhập cảnh về Việt Nam dưới cái tên Giang Minh hay Giang Minh, nên đã gửi công văn nhờ Interpol Việt Nam truy nã. Theo hồ sơ lưu trữ xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất và các nguồn tin từ cơ sở, Giang Minh, tức Nguyễn Kim Ninh, đã bị công an Việt Nam bắt khi đang cư trú tại nhà của một người bà con ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bị bắt, hắn vẫn giảo hoạt và lưng lẹo nói mình vô tội và tố cáo công an Việt Nam bắt người vô lý vì hắn đường hoàng mang quốc tịch Đài Loan. Sau khi bị bắt, trong lúc cơ quan công an đang làm thủ tục pháp lý để tiến hành dẫn độ Nguyễn Kim Ninh về Mỹ, thì hắn đã tự dùng dao mổ bụng, ăn vạ để được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi nhân cơ hội trong lúc nhốn nháo, lùng xùng, hắn đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp lừa đảo của mình, khiến nhiều nạn nhân của hắn ngậm đắng nuốt cay mà không biết kêu ai, nên đã sớm nằm trong sổ đen của cảnh sát hoàng gia Campuchia. 4 năm sau khi bỏ trốn sang Campuchia, Nguyễn Kim Ninh nghĩ rằng công an Việt Nam đã quên hắn, nên hắn lại một lần nữa về nước công khai với cái tên Doãn Minh và thực hiện một trò lừa đảo đầy ma mảnh, khiến suốt một thời gian dài sau đó hắn trở thành đề tài mổ xẻ của báo chí và dư luận Việt Nam. Những trò lừa đảo ngoạn mục của chồng hụt diễn viên Diễm Hương. Trong lần trở về Việt Nam, Nguyễn Kim Ninh, tức là Doãn Minh, đóng vai một Việt Kiều giàu có, ăn mặc lượt là, mồm mép nhanh nhẩu, nên qua người này người kia giới thiệu hắn đã quen biết với nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương, rồi từ đó mà quen thân với một người phụ nữ giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh tên là Huỳnh Cẩm Loan. Nhờ miệng lưỡi giảo hoạt và cái đầu gian xảo để tính toán, hắn nhanh chóng dùng nhiều thủ đoạn và đã chiếm được tình cảm của diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Hắn cũng đã nhận bà Huỳnh Cẩm Loan làm mẹ nuôi và được bà hết sức yêu quý tin tưởng. Sau khi thấy mình đã chiếm được lòng tin của diễn viên điện ảnh Diễm Hương và bà Cẩm Loan, Nguyễn Kim Ninh đã quyết định cầu hôn Diễm Hương. Được sự đồng ý của cô, hắn đã dự định tổ chức một buổi tiệc nhân dịp sinh nhật hắn và làm lễ đính hôn với nữ diễn viên Diễm Hương luôn. Không ngờ rằng tất cả mọi động thái của hắn
chỉ là để thực hiện một âm mưu đã lên rất kỹ từ trước đó. Ngày ấy, biết bà Huỳnh Cẩm Loan có hai viên kim cương rất giá trị, tổng trị giá là 21.500 đô la Mỹ. Nguyễn Kim Ninh đã đến mượn bà Cẩm Loan hai viên kim cương này để làm quà cho Diễm Hương trong ngày cưới. Thấy bà Cẩm Loan có vẻ còn ngần ngại, hắn dùng miệng lưỡi lừa đảo của mình để thuyết phục bà xuôi lòng. Má yên tâm, con chỉ mượn tạm để tặng Diễm Hương, cho cô ấy đeo trong buổi lễ, để cô ấy tin rằng đó là kim cương con mua từ nước ngoài. Sự việc xong xuôi, con sẽ thanh toán cho má đầy đủ. Tin lời cậu con trai nuôi Việt Kiều giàu có, bà Cẩm Loan đã đồng ý đưa kim cương cho Nguyễn Kim Ninh. Ngày 21 tháng 7 năm 1997, hắn ăn mặc bánh bao xuất hiện tại buổi tiệc tại khách sạn 5 sao New World cùng diễn viên điện ảnh xinh đẹp Diễm Hương để làm lễ đính hôn. Cô diễn viên nổi tiếng của dòng phim thị trường Việt Nam giàu quá ngất ngây trong hạnh phúc mà không biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân đau đớn trong kế hoạch của tên lừa đảo. Hắn đã cố tình sắp xếp cho vợ chồng bà Huỳnh Cẩm Loan ngồi ở một góc khuất, không nhìn thấy lối đi vào. Sau khi nhận được từ bà Cẩm Loan viên kim cương, hắn đã lấy cớ ra ngoài đón một người khách rồi chạy thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay về Campuchia. Trước đó vài ngày, hắn đã đặt vé máy bay để lên kế hoạch bỏ trốn. Trong buổi tiệc hôm đó, từ nhân vật chính của lễ đính hôn là diễn viên điện ảnh Diễm Hương, đến người đã cho Nguyễn Kim Ninh mượn kim cương là má nuôi Huỳnh Cẩm Loan, đều ngơ ngác vì không hiểu sao Nguyễn Kim Ninh bỗng nhiên đi đâu mất tâm mất tích. Buổi lễ đính hôn sang trọng bậc nhất bỗng trở nên vô duyên vì thiếu chú rể. Đợi mấy tiếng đồng hồ mà không thấy Nguyễn Kim Ninh quay trở lại, bà Cẩm Loan mới lờ mờ đoán ra rằng mình đã bị hắn lừa. Ngay lập tức bà đã thông báo cho cơ quan công an để tìm cách ngăn không cho Nguyễn Kim Ninh xuất cảnh. Nhưng lúc này hắn đã trở về Campuchia, trong túi là hai viên kim cương vừa lừa được của bà Cẩm Loan. Đến lúc này cả hai nạn nhân của siêu lừa Nguyễn Kim Ninh đều ngơ ngác vì không những tên Giang Minh ấy đã cao chạy xa bay với hai chiếc nhẫn kim cương mà ngay cả tiền thanh toán cho bữa tiệc hắn cũng bùng nốt. Trong vụ lừa đảo của vua lừa Nguyễn Kim Ninh, nạn nhân trực tiếp là bà Cẩm Loan, nhưng có lẽ người đau đớn bàng hoàng hơn cả là nữ diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Là một trong những diễn viên xinh đẹp nổi tiếng của dòng phim thị trường cuối những năm 80, đầu những năm 90, cùng với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt Nam thời đó. Với những vai diễn được ưa thích trong phim Phạm Công Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Tình Xa, Sơn Tinh Thủy Tinh. Sau năm 90, khi dòng phim thị trường bắt đầu đi vào thời kỳ suy thoái, Diễm Hương cũng rút vào hậu trường và tính chuyện chồng con. Những năm phim thị trường vẫn ở thời kỳ hoàng kim, cuộc sống trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, Diễm Hương vẫn giữ được sự trong sáng, thuần khiết và hiền lành của mình. Cô vẫn được mọi người khen là một cô gái ngoan, không có scandal và có lối sống lành mạnh. Ngày đó dù đã lớn và đã là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người đàn ông săn đón, nhưng đi đâu Diễm Hương cũng có mẹ đi cùng để chăm lo, bảo vệ và cũng là tránh cho cô có những cám dỗ, những sai lầm không đáng có. Trong chuyện tình cảm, cô cũng là người khá kỹ tính. Là người khá hiền lành trong sáng nên cô đã mơ ước một cuộc sống bình yên và tin rằng mình sẽ có nó khi gặp chàng Việt Kiều giàu có Giang Minh, mà không ngờ rằng tình yêu và sự trong sáng của mình đã bị Giang Minh, Nguyễn Kim Ninh lợi dụng. Bản thân Diễm Hương cũng trở thành nạn nhân để hắn lừa đảo. Khi cô đã từng có lần bị hắn hỏi vay tiền với lý do gia đình chưa kịp chuyển tiền về nước. Nhưng cú lừa đau đớn nhất có lẽ chính là vụ đính hôn rùm beng ở khách sạn New World. Sau hôm đó, thay vì trở thành vị hôn thê xinh đẹp và hạnh phúc của chàng Việt Kiều giàu có, Diễm Hương bẽ bàng đứng trước quan khách khi phát hiện ra người mà cô đã trao trọn niềm tin. Diễm Hương chưa một lần ghé thăm qua nơi ăn chốn ở của vị hôn phu trong mỗi lần về nước. Thế nên khi đến khách sạn nơi hôn phu của mình trú ngụ, cô đau đớn phát hiện ra rằng Doanh Minh thật sự là một tên lừa đảo siêu hạng. Bởi nơi hắn ở tại Việt Nam, mỗi lần đi về gặp Diễm Hương là một khách sạn trung bình ở quận nhất, nơi Tây Ba Lô thường hay ghé qua. Thậm chí hắn còn chọn căn phòng rẻ nhất khách sạn, giá 12 đô la Mỹ một đêm và còn nợ khách sạn hơn 1 triệu tiền phòng. Khi hắn bỏ trốn, trong phòng hắn chỉ còn một chiếc vali với hai cái áo sơ mi và một cái quần đùi. Sau vụ án lừa đảo kim cương mà Nguyễn Kim Ninh thực hiện gây chấn động Sài Gòn năm 97, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Bởi dù muốn dù không, cô cũng không thể tránh khỏi những búa rìu dư luận, những lời xì xào bàn tán của những kẻ ác miệng. Một thời gian sau đó, Diễm Hương tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình, nhưng đó hẳn là việc không dễ làm. Lần duy nhất cô chính thức xuất hiện là cách đây vài năm trong một buổi trình diễn thời trang cùng với người bạn cũ Mộng Vân, cũng là một diễn viên điện ảnh một thời. Cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng và quý phái dù tuổi tác đã làm mất dần đi vẻ rực rỡ năm nào. Trong khi những diễn viên nổi tiếng cùng thời như Việt Trinh, Diễm My, Mộng Vân đều lần lượt tái xuất, quay trở lại với những vai diễn điện ảnh, thì Diễm Hương dù nhận được lời mời tha thiết của Lý Hùng cũng kiên quyết từ chối. Diễm Hương bây giờ đã có chồng và con cái đề huề, sống hạnh phúc và yên bình trong mái ấm của mình, nhưng tuyệt đối tránh tiếp xúc với dư luận, báo chí và hàng xóm chung quanh. Đó là cách cô chọn để giữ gìn sự bình yên của mình.
sau những sóng gió thị phi đã va vấp trên đường đời của một bông hồng xinh đẹp nhưng lắm điều nghiệt ngã. Lệnh truy nã chồng chất. Ngay sau khi Doanh Minh bị bắt, lệnh truy nã hắn ngay lập tức đã được Interpol Việt Nam phát đi. Lúc này Doanh Minh Nguyễn Kim Ninh đã xuống đến sân bay Campuchia, trên người không còn một xu dính túi. Cậu bị đắc đến nỗi phải gọi điện mượn ít tiền của bạn tiêu tạm trước khi tiêu thụ được viên kim cương vừa lừa được. Với sự giúp đỡ của cảnh sát hoàng gia Campuchia, Doanh Minh đã bị bắt vào đầu tháng 1 năm 98 trong một khách sạn ở Phnom Penh với một khẩu súng, hai băng đạn, 100 đô la Mỹ và bị dẫn giải về Việt Nam. Khi bị dẫn độ về, lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hắn vẫn còn giữ vẻ trai lơ, bóng bẩy của một Việt kiều giàu có. Trên môi thường trực nở nụ cười ngạo nghễ như chưa hề biết sợ hãi xấu hổ là gì. Là một tên lừa đảo chuyên nghiệp và giảo hoạt, nên sau đó hắn không ít lần phủ nhận tội trạng của mình, nói rằng chỉ mượn kim cương của má rồi đi gấp không kịp báo. Hắn thậm chí còn kêu ca rằng hai viên kim cương thực chất không giá trị tới 21.500 đô la Mỹ như bà Cẩm Loan và công an đánh giá, bởi trên thực tế hắn chỉ bán được có 10.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tội lừa đảo của hắn đã quá rõ ràng. Hắn bị tòa án kết án 14 năm tù và thụ án ở trại giam Thủ Đức, Tổng cục 8 Bộ Công an, cục V26 trước đây. Những ngày phải cải tạo ở trại giam Thủ Đức, Nguyễn Kim Ninh vẫn thể hiện bản chất của một tên lừa đảo. Trong suốt thời gian ở đây, năm nào hắn cũng than vãn khi nhìn danh sách đặc xá mà không thấy tên mình. Bị gia đình bỏ rơi, không ai thăm nuôi, không có tiền khắc phục hậu quả để được đặc xá. Nhưng hắn đã từng mạnh miệng xin với giám thị trại rằng hãy ký giấy bảo lãnh cho hắn để hắn về Đài Loan dạy tennis vài tháng là có đủ tiền trả. Trong trại giam, hắn luôn thể hiện sự giảo hoạt, ranh mãnh so với các bạn tù, vừa giấu kín thân phận mình, vừa khua môi múa mép về tài cán của hắn khi ở ngoài xã hội. Mỗi lần gặp ai, hắn cũng đều khoe thành tích của mình, đã từng ăn chơi ra sao, giàu có ra sao, tài giỏi như thế nào. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một kẻ lười lao động, chuyên nghề lừa đảo, phạm tội giết người, bị truy nã và bị gia đình chán ghét ruồng bỏ. Sau hơn 10 năm ở tù, ngày 14 tháng 10 năm 2008, Nguyễn Kim Ninh được trả tự do trước thời hạn hơn 3 năm. Cần phải nói lại rằng, sau khi trốn khỏi Mỹ sau vụ giết người, Nguyễn Kim Ninh đã trở thành mục tiêu được FBI săn đuổi bằng mọi giá trong suốt nhiều năm trời. Nhưng bao nhiêu lần tìm ra dấu vết của hắn, bấy nhiêu lần cảnh sát Mỹ đều bắt hụt tên tội phạm này. Chính vì thế, ngay khi nhận được tin cảnh sát Hoàng gia Campuchia và công an Việt Nam đã phối hợp bắt giữ tên tội phạm giết người và lừa đảo nguy hiểm này, cảnh sát Mỹ cũng ngay lập tức bày tỏ quan điểm đưa hắn về Mỹ chịu hình phạt tù. Công an Việt Nam và cảnh sát Mỹ đã đi đến thống nhất rằng, sau khi Nguyễn Kim Ninh chịu án tù ở Việt Nam xong xuôi, công an Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục dẫn độ hắn về Mỹ để tiếp tục chịu tù về tội danh giết người, cướp của. Ngày 14 tháng 10 năm 2008, sau khi Nguyễn Kim Ninh hết hạn tù ở Việt Nam, hắn đã được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất lên máy bay trở về Mỹ để tiếp tục chịu sự trừng phạt của pháp luật Mỹ cho tội giết người của hắn. Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Nguyễn Kim Ninh bị đưa ra tòa án quận Alhambra, California để xét xử tội giết người cướp của. Hắn đã luôn miệng chối rằng hắn không có ý giết bà Bùi Thị Khuyên, nhưng trên thực tế tại hiện trường, từ những vết dao liên tiếp trên người bà Khuyên, cảnh sát Mỹ đã bác bỏ luận điệu xảo trá của hắn. Nguyễn Kim Ninh lại tiếp tục bị trừng phạt đích đáng, tiếp tục chịu tù cho tội danh tiếp theo của mình, khiến những năm tháng ở tù của vua lừa kim vua ở tù của Nguyễn Kim Ninh kéo dài không biết bao giờ mới hết. Ở tuổi 53, Nguyễn Kim Ninh tiếp tục đối mặt với án tù tòa án Mỹ, nên nụ cười của hắn đã không còn ngạo nghễ như ngày hắn bị dẫn độ từ Campuchia về sân bay Tân Sơn Nhất. Tên tội phạm gian xảo, độc ác cuối cùng cũng đã đền tội. Nhưng vết thương mà hắn gây ra cho những nạn nhân của hắn, đặc biệt là nữ nhân viên Diễm Hương, thì không dễ gì quên được.